Đoàn Di Băng Hóa, Khủng Long đi nhận Lamborghini Urus hơn 16,5 tỷ. Mới đây, vợ chồng ca sĩ Đoàn Di Băng đã mạnh tay chi hơn 16,5 tỷ đồng tậu chiếc Lamborghini Urus Performance màu vàng đẹp mắt. Đáng chú ý, chiếc siêu SUV đã gắn biển số thần tài lớn 51L136.79. Mới đây, vợ chồng ca sĩ Đoàn Di Băng đăng và doanh nhân Quốc Vũ đã đăng tải hình ảnh nhận bàn giao chiếc siêu SUV Lamborghini Urus Performance hơn 16 tỷ mới tại showroom chính hãng tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người không khỏi phì cười với màn nhận xe đầy hài hước của cặp đôi vợ chồng này. Tại lễ nhận xe, Đoàn Di Băng đã hóa trang thành khủng long, liên tục trêu đùa người chồng đang cố gắng tỏ ra nghiêm túc. Bên trong khủng long là sư tử nhà anh đó em. Doanh nhân Quốc Vũ hóm hỉnh trả lời bình luận của cư dân mạng khi được hỏi ai đang mặc mascot chú khủng long đứng bên cạnh chiếc Lamborghini Urus Performance. Trước đó, vào mùng 1 Tết Nguyên Đán 2024, Đoàn Di Băng đã đăng tải hình ảnh chiếc siêu SUV Lamborghini Urus Performance này trên trang cá nhân. Tại Việt Nam, giá bán của Urus Performance chính hãng khởi điểm từ 16,5 tỷ đồng. Chiếc xe của vợ chồng ca sĩ Đoàn Di Băng sở hữu ngoại thất màu vàng đặc trưng. Siêu SUV Lamborghini Urus Performance của Đoàn Di Băng có những đường cắt sâu từ mui xuống cản trước. Nắp capo bao gồm những khe gió bổ trợ được làm từ sợi carbon cùng màu với ngoại thất hoặc tùy chọn bề mặt sợi carbon lộ thiên. Tùy chọn mui xe bằng sợi carbon được lấy cảm hứng từ những người tiền nhiệm như Huracan Performance và Super Trofeo. Phía sau xe sở hữu bộ cánh gió lấy cảm hứng từ Aventador SVG. Đi cùng với đó là cánh gió phụ thiết kế thanh mảnh được đặt dọc theo mép cốp xe. Cản sau cũng mang một số thay đổi khi sở hữu những đường khuếch tán gió đặt giữa hai bộ ống xả đôi chất liệu titanium. Bên cạnh đó, xe được trang bị bộ mâm hợp kim đa chấu 2 tông màu, kích thước 23 inch. Mong muốn mang tinh thần thể thao và đề cao trải nghiệm lái đích thực, nội thất của Urus Performance có những đặc trưng của công nghệ từ các vật liệu trọng lượng nhẹ và tân tiến như sợi carbon. Chất liệu Alcantara màu đen Nero cô xúc trên xe với điểm nhấn hình lục giác tương phản với chất liệu da cao cấp. Bên cạnh đó là các chi tiết trang trí với vật liệu bằng nhôm enốt hóa màu đen. Ngoài ra, hãng siêu xe còn cung cấp tùy chọn cá nhân hóa với nhiều trang bị khác nhau như sợi carbon mờ, tay nắm cửa màu đỏ. Vị trí ghế lái và khu vực điều khiển của Urus Performance cũng đề cao thiết kế hình học, thể hiện qua chi tiết màn hình kỹ thuật số lớn đi cùng hai màn hình tại trung tâm điều khiển và đặc biệt là chi tiết vô lăng mang thiết kế đáy phẳng bọc Alcantara tạo nên một cảm quan hiện đại. Cung cấp sức mạnh cho Lamborghini Urus Performance là động cơ V840L tăng áp kép, sản sinh ra công suất đạt mức 666 mã lực cùng 850 nanomet moment xoắn. Đi kèm với khối động cơ này là hộp số 8 cấp tự động và hệ dẫn động 4 bánh. Không chỉ tậu xe đẹp, ca sĩ Đoàn Di Băng còn chia sẻ, chồng mình đã đấu giá biển thành công biển số thần tài lớn 51L136.79 của thành phố Hồ Chí Minh để cho xứng đôi vừa lứa với siêu phẩm Lamborghini Urus Performance của mình. Chiếc Lamborghini Urus Performance của vợ chồng Đoàn Di Băng sở hữu biển số đuôi 79 khá đẹp. Theo quan niệm dân gian, số 79 tượng trưng cho thần tài lớn, sẽ mang đến nhiều tài lộc và may mắn cho gia chủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.